Xin chào mọi người, mình lại tiếp tục nói về cái sản phẩm dầu tầm sinh. Thông tin trên mạng mà về sản phẩm dầu tầm sinh á rất là nhiều, nhưng mà mình không thể nào mà gọi là đọc lại, mình không thể là trả bài lại được, làm gì thì lắm. Nhưng mà mình chỉ tóm tắt lại là cái máy dầu tầm sinh, đầu tiên cái nguồn gốc dầu tầm sinh của nó là gì? Rosehip oil được chiết xuất từ nụ hoa của cây tầm sinh, một loại cây thuộc họ hồng leo phân bụi và thuộc được trồng khá phổ biến châu Âu, Tây Bắc Phi và Tây Á. Cây tầm sinh có sức sống tương đối mạnh mẽ, dễ chăm sóc và đơm hoa. Rosehip oil thường có màu vàng, dạng sánh lỏng trong vắt. Nếu ngửi kỹ có thể cảm nhận được mùi hương nhiều bụi của hoa tầm xuân rất nhẹ nhàng và tinh khiết. Độ trong suốt và khả năng thẩm thấu của Rosehip oil sẽ là tiêu chuẩn đánh giá khả năng chung cấp và chiết xuất của các cửa hàng sản xuất. Đó lý do tại sao mà mình phải bán, mình không chuyên về một loại thương hiệu của dầu tầm xuân mà mình phải bán tới 4 loại lận. Ethanol, Rosehip oil, Trilogy và Sukin. Tại vì nó là sản phẩm dầu hữu cơ, nó là sản phẩm dầu hữu cơ organic rất là bền vững. Nhưng mà kiểu gì thì mỗi loại ra cũng như tính cách là mỗi người mỗi ý, mình không biết được cái cảm giác hợp với mọi người, các bạn khách hàng hay không. Nên tất nhiên là mình cứ bán 4 loại, rồi sau đó nếu mà lần đầu tiên sử dụng không biết hợp hay không á, thay vì mua mấy bạn mua cái chai lớn thì mình có những cái nhỏ nhỏ bé tí xinh này, khi nào bạn nào cần thiết á, thì mình sẽ chiết xuất từ chai lớn lên. Còn cái đôi sợi xích hầu để mình cho các bạn đó, cái độ dày tinh khiết của nó là như vậy đó. Vậy rồi tiếp theo công năng của nó là gì? Công năng của nó thì thôi, trên mạng người ta viết là nhiều, đó hoa đồng nội say đắm trong ánh mặt trời, đem lại những tác dụng tuyệt vời đối với làn da, chứa đến 80% thành phần các loại axit béo có lợi như omega 369, là loại tinh dầu giàu dưỡng chất, có khả năng nuôi dưỡng làn da ẩm mượt, kích thích sản xuất collagen, khiến làn da trở nên căng mịn và lạnh hoài hơn. Nó có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo da, nuôi dưỡng lớp bụi bì và chống oxy hóa hiệu quả. Mình có ốc lên trên sản phẩm khác nhau luôn. Mình có biết vậy, mình nói chỉ nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất là công dụng thứ nhất là làm lành vết thương, mờ sẹo và giảm thâm, và giảm thâm trên da mặt. Tại vì nó có thành phần là axit béo và vitamin, nên dầu tầm sinh sẽ giúp vùng da bị tổn thương được cấp ẩm đầy đủ và nhanh lành, không ảnh hưởng đến vùng da xung quanh. Làm lành vết thương, mờ sẹo và giảm thâm. Cái thứ hai là chống lão hóa. Dầu tầm sinh có 80% là các axit béo. Các axit béo này cũng như là một lớp màng bảo vệ, tránh da bị mất nước và bị ảnh hưởng bởi các tác động xấu từ môi trường như là stress, ánh nắng và hay ô nhiễm. Cái này là bây giờ ở Việt Nam của mình á, rất là nắng rất là nóng, mặc dù là mình có bôi kem chống nắng rồi và nó bảo vệ phần nào rồi, nhưng mà để mà gọi là nuôi dưỡng và khôi phục lại thì tốt nhất là bạn nên phải xài thêm một cái lớp dưỡng riêng nữa. Thứ ba là dưỡng ẩm cho da và tóc. Sản phẩm này tuyệt vời quá, tại vì là dưỡng cho da mặt,
xong nó bắt đầu dưỡng luôn cho tóc, rồi sau đó dưỡng luôn cho môi. Nếu mà bạn tìm kiếm một liều thuốc cho mái tóc khô hay làn da mướt mẻ thì đây cũng là câu trả lời cho mặt. Mình, cái này là những cái mà gọi là chung chung ở trên mạng, còn đối với lại cá nhân của mình để mình chia sẻ nha. Mình có cái tập là đi chơi nhiều khi ở dơ làm biết. Ngày xưa mình xài video cream hay là phấn thủ, mình làm biết mình đi ngủ, mình ngủ mà mình không có thể trang, lỡ ngủ quên một đêm tới sáng mình cũng trang sạch sẽ lại. Nhưng mà muộn rồi, một tuần lễ mình phải mất một tuần lễ dưỡng da, tại vì nó bị sỉnh màu, nó bị sỉnh màu lên. Còn trong một tuần lễ đó là mình phải chăm sóc da mình, nâng niu lại, nó mới khôi phục lại cái làn da màu sáng của mình. Mình bị lỡ dạy một đêm vậy thôi, nhưng mà hôm bữa mình đi Thái Lan đó là trước khi mình đi BBDream, trước khi đi BBDream rồi phấn phủ chống nắng thì mình kho một cái lớp mỏng dầu tầm xuân, kho hết khoảng để khoẩn 20 phút sau nó thẩm thấu lên da của mình. Sau đó mình đi BBDream và phấn phủ thì mình về khách sạn. Bữa đó mình đi chơi hoạt động nhiều quá, 8 giờ mình đi ngủ, cái mình ngủ thẳng 4 giờ sáng luôn. Rồi trang sao da mình nó vẫn khỏe bình thường, không hề bị sỉnh màu, sợ hãi vậy đó. Ngoài ra một tuần lễ khi mình xài dầu tầm sân á thì giống như cái con thiên thần Victoria Secret đã thực sự làm. Trước khi mình ngủ á, mình ho xong rồi mình tỉnh dậy á, cái da của mình á nó có sự khác lạ. Cái khác lạ này nó không phải giống như là mình xài kem làm trắng, kem trộn hay là những cái sản phẩm mà gọi là hóa học khác. Giống như là mình xài cho mình thấy trắng liền, bật tông sáng nhiều liền, khỏe không? Nó gọi là làm da bạn khỏe, nó sáng mà nó sáng cũng một bừng sức sống đó. Chứ không phải là những kiểu như là làm sáng bởi những cái sản phẩm hóa chất hóa học kia, rất là tuyệt vời. Cái đó là điểm mạnh của em đó. Ngoài ra còn một điều nữa là da mặt của mình có rất là nhiều lông, nói chung là một cái chi rất mạnh về lông. Thì cái tinh dầu tầm xuân đó khi mà mình kho lên mặt thì nó chỉ có những da mặt thôi, nhưng mà mình cũng kho lên trên bàn, kho lên trên đó thì cũng là được. Hậu quả của nó là nó làm cho những kiểu như là tích tích một lông sao á, nhưng mà nó càng đậm, nó đã đậm còn mình mới cảm thấy nó tươi mới, nó còn đậm hơn. Và những cái tóc con của nó lại mấy cái điều gì này nó mọc ra nhiều hơn nữa, nên mình cảm thấy sản phẩm rất là tuyệt vời. Giữ nhau mặt được mà dưỡng tóc được. À còn một cái nữa là mình quẹt lên mặt thì mình đậm lên môi luôn, nó dưỡng ẩm. Hay khi thay vào đó mọi khi á là mình phải dưỡng da riêng, mình sử dụng sản phẩm dưỡng môi riêng, mà bây giờ là mình chỉ cần cái đó thôi là hai đọt là khỏi phải tốn cái thêm một cái son dưỡng môi nữa, tuyệt vời như vậy đó. Còn cái chuyện mà gọi là chống lão hóa thì mình cũng mới xài nó được một tháng thôi, nên còn chuyện chống được lão hóa không á thì mình phải kiểm tra lâu dài một chút trước tiên á, là nó làm cho mình cảm thấy da mình nó khỏe hơn, đầy sức sống hơn, là có thể bảo vệ da mặt thịt, da mặt tốt. Mỗi khi mà mình đi du lịch đi chơi á, nếu mà không có xài dầu tầm sưng á thì do nắng á, mặc dù là có kem chống nắng lên này nọ mà không xài tới em đó một cái lớp bảo vệ á, thì thường là nó sẽ bị màu da nó sẽ bị sỉnh. Còn cái này là ok, khi kho nhớ là kho luôn vùng cổ, mọi người hay quên chăm sóc vùng cổ của mình lắm. Như vùng này cũng như là mặt cái áo này đi, thì thật ra cái vùng này nó là cái phần mặt dương mặt đối phương ngoài cái khuôn mặt ra, nên các bạn phải chăm sóc vùng cổ. Còn
có một cái vấn đề là các bạn phải lưu ý là đối với lại da dầu, da khô, trị thâm hay là trị mụn gì gì đó thì nó có cái cách mà chăm sóc liều lượng chăm sóc da riêng. Da dầu á thì tại vì nó cũng là dầu rồi nên mấy bạn xài trên bề đồng xuân á thì mấy bạn khỏi phải kho lâu sần nữa. Còn da khô thì cái lượng mà dành cho da dầu nó cũng sẽ ít hơn 1-2 giọt thôi, còn da khô là 3-4 giọt. Rồi ngoài ra nó còn cái cách mà gọi là pha chế với lại cái tinh dầu da khô ba hay là tinh dầu trà nữa, những cái đó thì mình có những cái bài viết phía dưới, những cái link ở dưới rất là chi tiết và cụ thể, chỉ nói sơ lược về cái công năng chung chung về cái tinh dầu tầm sinh thôi. Còn mỗi em, mỗi thương hiệu nó của dầu cầm xuân á, nó sẽ có thế mạnh đặc biệt riêng. Giá thì chắc chắn là giá của tụi nó khác nhau rồi, nhưng mà nó không có dao động cao lắm. Chỉ biết là các mặt hàng nó là cao cấp nhất, mắc tiền nhất và cũng là nổi tiếng nhất ở Nhật, được chịu rất là tốt. Thấp hơn nó là ba em này. Còn cái cây lăn này á thì nó tiện lợi cho mình, có tiện lợi cho mình đi đi du lịch á, mình bỏ trong túi nhỏ đi rất là tiện. Nó cũng là chiết xuất từ tinh dầu tầm xuân luôn, nhưng mà nó có cái đồ lăn gì nè, mình nói cho mấy bạn nghe đó. Mỗi lần lăn như vậy thì hai điều mình nhỏ như đây là chi á thì nó có thể lỡ tay nó nhiều, còn cái này á thì nó cái lượng của nó rất là cũng nhiều như đây hết. Nhưng mà là hạn có cái cây lăn cái viên bi này nè, rất là tuyệt vời ở chỗ là giống như là bạn bỏ vô trong tủ lạnh hay là cái ăn lòng lạnh đi, đúng không, cái lát một hồi bạn xài á bạn lấy ra cái bắt đầu bạn lăn á, nó cảm thấy nó đã đã như là massage, nó vừa lạnh mà nó vừa có cái cây này á, nó họ vô cảm thấy nó là fresh, rất là thích. Ồ nè, xài bây giờ tầm xuân nó làm cho các bạn chắc lông đá của mình nó lên nhiều hơn nè, nó thấy không, nó lên nguyên liếc. Nhưng mà có một cái điều mà gọi là mình lưu ý với mấy bạn là tinh dầu thầm sơn á, khi mà mấy bạn mà chưa khuôn mặt của mình á bị thương hay là bị vết tích thương hay là bị mụn, mà mụn nó ở cái dạng là mụn nó bị bể, nó bị gọi là nó đang khó chịu á, nó đang bị bể ra nó trở thành cái vết thương á, thì mấy bạn không có được sử bôi dầu thầm sơn trực tiếp trên đó nha. Thì thầm sơn nó hỗ trợ khẩu phía sau đó là bớt thâm cái vùng đó thôi, chứ nó không phải là trị vết thương nha. Nếu mà nói về cái vấn đề mà gọi là trị những vết thương nhỏ thì mình xin giới thiệu về cái kem nguyên vũ này cực kỳ mạnh. Những cái kem nguyên vũ này á, công năng chức năng của nó mình giới thiệu những cái mà gọi là hình ảnh quảng cáo không bao giờ mình chi tiết nội dung á, mình đã có nói rồi. Cái điều này mình tình cờ phát hiện, mình dưỡng ẩm cho môi, mình thoa lên môi cái mình tới tháng mấy cái mụn xung quanh cái khu vực này nó sẽ bị sưng lên, để tay mình hỗ trợ cái gì để ra nó chảy máu. Và khi mình thoa này nè, cái em này lỡ tay cái mình quẹt luôn vô nó, một điều kỳ dị xảy ra. Nếu như bình thường á mình không có xài kem mô bao mình thoa lên á thì cái vết thương nó sẽ rất là lâu lành, nó vừa chẳng những mà nó vừa lâu lành mà nó có thể là để lại sẹo không. Còn á mình quên rằng là combo nó có chức năng là chữa lành những vết thương nhỏ nữa, vì cái khả năng mà gọi là kháng khuẩn nó rất là cao. Hàm lượng vitamin C trong nguyên vũ thì mấy bạn có thể tự biết rồi, rất là cao, nó giúp vết thương nó lâu lành hơn. Thì các bạn thử đi, những vết thương nhỏ thôi nha, mình có bao nhiêu vết thương lớn nói đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
mình có link ở phía dưới về tất cả những sản phẩm của mình.